Vâng, trả lời cho câu hỏi của bạn Chun Chun 5719 nhé. Thì cái câu hỏi của em là cái câu hỏi này đúng không? Vậy thì nó chính là tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân nha các em. Thì đầu tiên em xác định cho thầy nó cấp số nhân. Thì em có cấp số nhân là công thức có dạng là UN sẽ bằng U1 nhân với Q mũ N trừ 1 nhé. Với Q là công sai. Với Q là công bội, cái này đã học ở lớp 11 rồi nhé. Vậy thì cái bài này em xác định nè, nó chính là 1 cộng Y. Thì mình coi nó chính là U1 này. Vậy U2 của mình chính là bằng 1 cộng Y nhân với Q. Thì em thấy dễ dàng thấy được ở đây Q chính là 1 cộng cho Y này. Đấy, vậy U2 thì chính là bằng U1 nhân với Q mũ 1 này. Thực chất cái này chính là Q mũ 1. Vậy ta xác định được Q chính là bằng 1 cộng Y nhé. Vậy thì ở đây ta có là U2018 thì nó chính là bằng 1 cộng Y nhân cho 1 cộng Y mũ 2018 trừ 1 chính là 2017 này. Vậy thì nó chính là bằng 1 cộng Y mũ 2018. Đó. Vậy cái bài của mình chính là nó chính là tổng SN đó em, chính là U1 cộng cho U2 cộng chấm 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 cộng cho tới cái số hạng cuối cùng mình dễ dàng nhận thấy được nó chính là cái U2018 nhé. Vậy trở về đây ta có là cái tổng N số hạng đầu tiên của cấp số nhân thì ta phải nhớ lại. Tổng N số hạng đầu tiên của cấp số nhân thì ta có chính là SN này. Nó sẽ bằng U1 cộng cho U2 cộng chấm 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 cộng tới số hạng thứ UN này. Thì cái này nó sẽ bằng là công thức là U1 trên cho nhân với 1 trừ Q mũ N trên cho 1 trừ Q nhé. Vậy thì cái bài này ta đã xác định được cái Q chính là 1 cộng Y rồi. Vậy thì ở đây là ta có chính là bằng U1 này. Thì ta viết luôn chính là bằng 1 cộng Y nhân với 1 trừ cho Q chính là 1 cộng Y này mũ 2018 trên cho 1 trừ cho 1 cộng Y. Vậy trừ Y, vậy thì ta đưa ra ngoài chính là 1 cộng Y trên cho trừ Y này nhân với 1 trừ cho, bây giờ ta phải bấm cái này mũ 2018. Mũ 2018 ta tách ra chính là mũ 2 nhân với 1009 này. Vậy từ đó ta có chỗ này chính là 1 cộng Y tất cả mũ 2 tất cả mũ 20 à 1009 nhé, 1009. Vậy ta chỉ cần bấm 1 cộng Y tất cả mũ 2 thôi. Vậy chỗ này thì 1 cộng Y mũ 2 thì chính là bằng 2Y, ta bấm máy tính đơn giản nhé. Tất cả mũ 1009 này. Vậy thì nó sẽ ra chính là 2 mũ 1009 nhân với Y mũ 1009 nhé. Y mũ 1009 thì ta bấm máy tính luôn thì nó sẽ ra Y nhé. Vậy thì ta có cái này chính là bằng 2 mũ 1009 Y nhé. Vậy thì ta có là chỗ này chính là trừ cho 2 mũ 1009 Y nhé. Rồi bây giờ ta bấm cái máy tính cái này đi là 1 cộng Y, 1 cộng Y này trên cho trừ Y. Vậy nó sẽ bằng là trừ trừ 1 cộng cho Y nhé nhân với 1 trừ cho 2 mũ 1009 Y. Rồi bây giờ ta nhân đa thức với đa thức thôi. Rồi tới cái khúc này thì ta nhân đa thức với đa thức thôi. Trừ 1 thì ta có chỗ này trừ 1 nhân với 1 chính là trừ 1 này cộng cho Y này. Tiếp tục chỗ này là trừ 1 nhân với trừ 2019. Vậy là thành cộng cho 2 mũ 1009 nhân với Y này. Được chưa? Tiếp tục là cộng cho Y nhân với trừ cho 2 mũ 1009 nhân Y thì chỗ này chính là trừ cho chính là trừ Y này nhân với 2 mũ 1009 nhân với Y, mà Y nhân Y ra là Y bình phương, mà Y bình phương chính là trừ 1. Vậy chỗ này chính là trừ 2 mũ 1009. Em hình dung được chưa? Vậy thì chỗ này nó sẽ bằng là trừ nhân trừ, chỗ này thành cộng nhé nhỉ. Chỗ này thành cộng nhé. Vậy thì ta có chính là 2 mũ 1009 này, 2 mũ 1009 trừ cho 1 cộng cho cái này ta đặt y làm nhân tử chung thì nó ra 2 mũ 1009 cộng cho 1 nhân y. Đó. Vậy thì ta có đây chính là phần thực này. Đây là phần thực nhé. Đây chính là phần ảo này. Thì bài toán hỏi gì ta trả lời cái nấy. Vậy bài toán nó hỏi là phần ảo thì bằng bao nhiêu thì ta kết luận phần ảo chính là bằng 2 mũ 1009 cộng với 1 nhé. Vậy thì ta chọn đáp án A là đáp án chính xác của bài này. Được chưa? Nếu các em thấy thích hãy cho thầy một tim, một follow trên TikTok để không bỏ lỡ những video học toán của thầy chính nhé. See ya.